Vâng, xin chào tất cả những huấn luyện viên của SC Online. Chào mừng các bạn đã đến với FVPL mùa xuân 2024. Và chắc chắn rồi, chúng ta đã chờ đợi cái khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi. Và ngày hôm nay thì tôi cùng với anh cả bóng đá sẽ mang tới cho quý vị và các bạn những bước chạy đầu tiên của các cầu thủ. Những trận đấu có thể nói là thực sự hấp dẫn đầu tiên để có thể đón chào năm mới 2024. Và có lẽ là bây giờ sẽ là lời chúc dành cho khán giả đúng không anh cả bóng đá? Thì chúng ta sẽ có một cuộc đua thứ hạng, sẽ có 100 giải thưởng dành cho những người đạt top 100. Và đây là bàn thắng đầu tiên của FVPL mùa xuân. Nó đến từ Dark Horse với một cú đánh đầu của Chao Bum Kun. Bất ngờ đó đang diễn biến bên phần sân của Central. Nhưng đây là Chao Bum Kun. Chao Bum Kun vẫn là Chao Bum Kun. Zidane ngay lập tức thì tỷ số đã quyết định 1-0. Niềm vui ngắn chẳng tay găng. Và mùa xuân đến thì cả hai đều đã lì xì cho nhau mỗi người một bàn thắng rồi. Tỷ số đang là 1-0. Zidane. Kaká. Ronaldinho. Có vẻ như Sancho đang cuốn ngược dòng. Các cầu thủ họ sẽ cần rất chắt chiu những cơ hội và cũng như là những tình huống phải phòng ngự rất nguy hiểm. Và đó là bàn thắng dành cho Pele. Mình Nghĩa đã có bàn thắng đầu tiên ở FVPL Pro League. Đủ sự bình tĩnh trong những tình huống đan bóng trước đó và tạo ra một bàn thắng với cú đá của Pele Icon The Moment. Vẫn đang là Kaká. Đó là điều mà tôi đã nhắc tới cách đây ít phút. Phải thực hiện một cú đá từ xa và power shot đầu tiên của FVPL 2024 đã được lộ diện. Nó tới từ cú đá của Kaká Icon The Moment và nó tới từ chính cầu. Nedved, 2 phút đã bù giờ và bây giờ sẽ là một đợt tấn công ăn Wayne Rooney. Đó là một sự bất ngờ kinh điển mà Disaster tạo ra trước vòng cấm của đối phương. Chỉ cần vài nhịp xoay thôi là anh đã khiến cho hệ thống phòng ngự của Genus bất ngờ. Nghe cho Zico phía sau anh, đó là Wayne Rooney. Zico. Vẫn đang là Zico. Zico. Không cần hoa mỹ, không cần màu mè, những sự hiệu quả vẫn được tạo ra với một góc sút quá kinh khủng của Zico. Một cái khe đã mở ra giữa hậu vệ cánh và trung vệ của Barcelona. Đó là đường truyền cho Federico Chiesa. Chiesa làm gì đây? Chiesa cơi 2-0 và đó là Wayne Rooney. Đó là những gì mà pro gamer muốn cho cả thế giới thấy. Họ không nhất thiết phải ồ ạt lên tham gia tấn công. Rooney. Cuối cùng thì những nỗ lực dứt điểm từ xa của San Junior đã mang lại kết quả và Rooney đã mang đến niềm vui cho các cầu thủ viên của 7TV. Không cần đến FD mà vừa rồi là một tình huống dứt điểm chéo góc. Chúng ta vừa nói đến meta game, đó là những tình huống dứt điểm chéo góc, không phải là những pha ZD, thì Rooney vẫn tiếp tục là San Junior với Seva.
free thought rất hay. Liao vào rồi. Pha dứt điểm của Sang Junior quá chất lượng. Sai lầm đến từ Thành Hòa, mất bóng ở khu vực giữa sân. Và ngay lập tức là một tình huống phản công đẩy tốc với Seva. Đường truyền vào cũng rất đơn giản để cho Leao có được cơ hội đối mặt thủ môn. Vẫn là cầu thủ người Bồ Đào Nha. Gullit, Rooney rất chóng vánh. 3-0 và Sang Junior đã bắt đầu đếm bàn rồi. 3 bàn chỉ sau 30 phút in game, cứ trung bình 10 phút 1 bàn. Chuyện gì đang xảy ra với Thành Hòa? Tuyển này, trong đó có X-Men, một đội tuyển cũng được chú ý rất nhiều. Pha tạt bóng vào, sai lầm của Sang Junior và tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3 dành cho Thành Hòa. Hiệp 2 đã khác, Thầy Hòa cũng đã nỗ lực hơn, kéo nhiều cầu thủ áo trắng lên phần sân đối phương hơn và tận dụng được một sai lầm. Vượt qua hai đối thủ khác đó là Djokovic và Central. Sút xa, Eto vẫn còn, Nedved 2-3 cho Thành Hòa. 5 phút in game nữa, liệu có kịp không cho vận động viên của Nextbeat Gaming? Đã có những sự trở lại, tuy nhiên nó hơi muộn màng. Trong đó thì Sang Junior vẫn đang tỏ ra khá bình thản. Thời gian càng ngày càng trôi đi và cơ hội của Thành Hòa thì càng ngày càng thu hẹp lại. Gullit cầm bóng rất chắc, đường truyền dành cho Kevin. Có cơ hội dứt điểm và 4-2 dành cho Sang Junior. Điều tất yếu cũng phải xảy ra thôi. Ian White ghi bàn, thậm chí là cụ còn mang băng đội trưởng. Và dứt điểm rất dễ dàng. Chúng ta đang đóng góp rất nhiều lối chơi với thể lực dồi dào. Đây rồi, đây rồi, Seva và ghi bàn với tình huống DD. Tuyệt vời. Một tình huống tận dụng sai lầm của Sniper và triển khai bóng rất nhanh. Seva có được một pha chọn vị trí quá hay. Tách người. Nhưng trước đó cũng là một tình huống mà Leao đã có pha truyền lỗi. Có cả Rooney. Shevchenko, Rooney 2-0. Một bàn thắng rất chuẩn chỉ của Tabi từ tình huống thu hồi bóng ở tuyến sau. Đường mở cánh của Rijkaard cho đến màn phối hợp giữa Shevchenko và Rooney. Nedved, Nedved đỡ bước một tốt. Nedved làm gì đây? Hiltubonron, Beckham, Beckham dứt điểm. Vẫn là một tình huống DD hơi thiếu lực, nhưng lần này Beckham thành công khi mà khoảng cách là khá gần. Và đây cũng là một tình huống dứt điểm hiểm hóc. Tỷ số được rút ngắn xuống 1-2 dành cho Sniper. Kaka một pha xoạc bóng. Pha song kiếm hợp bích của hai cầu thủ phòng ngự nhưng không thành công. Và đó là sai lầm của Tabi. Có lẽ là bấm nhầm nút. Tôi không nghĩ là lại có tới hai pha xoạc bóng cùng một lúc như vậy. Bóng có một chút lập bập. Sniper đã có pha bóng tận dụng thành công sai lầm này. Và có lẽ như là Tabi gặp vấn đề gì đó chứ không phải là anh ta chú ý như vậy. Và chúng ta đến với màn penalty. Hugo Sanchez, người đã bị thổi việt vị trong pha đưa bóng vào lưới. Và lúc này thì Sanchez sẽ lựa chọn một pha dứt điểm thế nào đây? Rất tự tin. Không phải là cú sút quá hiểm nhưng đủ căng. Còn đây là Seva. Seva vẫn là một pha dứt điểm tốt. Eto, người cũng đã đặt dấu ấn trong cả hai bàn thắng của Sniper và thành công cho chấm 11m. Và phía bên kia là David Beckham. Một quyết định được đưa ra rất nhanh đến từ Tabi và cũng là góc đao đỏ hai đều. Hazard. Pha dứt điểm khá mạo hiểm của Eden Hazard. Bóng vẫn không được đưa vào khu vực hiểm hóc. Rút Gullit dứt điểm sệt nhưng không vào. Và theo thống kê của tôi thì Gullit là rất hay đá hỏng penalty. Tôi cũng biết tại sao. Nhưng huyền thoại này thì thường là bấm lực cao là hay đá lên rời. Vẫn là một pha dứt điểm. Tôi nghĩ là khá liều lĩnh đến từ phía Sniper. Bóng chỉ hơi cách cái khu vực giữa khung thành một chút thôi. Nhưng vẫn thành công. Phanh Rijkaard. Rijkaard lựa chọn pha dứt điểm từ xa. Chính xác là pha dứt điểm ở góc cao. Cú đá quyết định ai đây? Valverde. Nếu như tiền vệ Uruguay sút vào thì loạt bàn sẽ khép lại với chiến thắng cảm xúc của Verstappen. Valverde. Vâng, mê cái cách mà ảnh lội ngược dòng. Sniper. Vâng. Sniper đã khiến cho Kjaer rất bùng nổ vào lúc này với 5 loạt penalty đều thành công.
tục là Beckham không dứt điểm. Đường chuyền của Ronaldinho là hơi sâu. Cơ hội vẫn còn cho Seva tạt bóng vào. Kevin đánh đầu thành công. Và đó là 1-0 dành cho Lee Harry. Pha đánh đầu của Kevin không phải là tình huống đánh đầu căng nhưng nó đủ hiểm. Và thủ môn của bên phía Phan Lộc đã đứng chôn chân. Pha bóng dành cho David Beckham nhưng không thể qua được Ballini. Ronaldo rất khéo. Rudiger! Và sau rất nhiều những nỗ lực, tỷ số được quân bình 1-1. Những pha phòng ngự không chắc chắn của Lee Harry ở ngay khu vực trước vòng cấm vẫn để Phan Lộc đá những trận quan trọng. Và điều này cũng cho thấy rằng đội trưởng Sniper rất tin tưởng Phan Lộc. Bàn đang đến dành cho Phan Lộc. Anh ta cầm bóng suốt cả hiệp phụ thứ nhất, không hề tấn công cho đến khi phút bù giờ hiện lên. Và chỉ đâu đấy khoảng 6 giây đồng hồ thôi. Munich lại vấp phải Leverkusen. Rất bất ngờ và đó là bàn thắng cho Edgy Harry Kane. Màn ăn mừng hơi cảm xúc của Edgy nhưng không sao, anh được phép làm điều đó khi mà chịu rất nhiều những áp lực về khâu ghi bàn cuối cùng. Harry Kane với một cú dẹt đề đầy bất ngờ, rất bình tĩnh. Anh ta vẫn tấn công và Harry Kane. Bàn thắng thứ hai. Bàn thắng này thì không có gì phải bàn cả, không có một chút may mắn nào. Nó không giống với bàn đầu tiên. Đây là một tình huống setup tấn công rất chuẩn chỉ, từ tốn ở khu vực giữa sân. Và sau đó khi có cơ hội thì Harry Kane với một pha đẩy bước một. Phải chờ Zola, cơ hội Zola. Điểm nổ đã đến và đây đúng là phong cách chuyển đổi trạng thái sặc mùi Mourinho. Và Jose Mark cũng đã làm đúng với những phong cách chiến thuật của người đặc biệt với một pha chuyển trạng thái rất nhanh. Xuất phát từ khu nhà giàu nhưng lại là một đội khá nghèo vào thời điểm đó, thì lúc đó Zola là ngôi sao sáng nhất. Cơ hội dành cho Shaqiri và câu trả lời dành cho Bảo Trọng, tận dụng pha kick off thành công. Shaqiri có bàn thắng. Đây không phải là một tình huống DD mà đó là pha sút căng. Shaqiri với thân hình to rất khỏe. Harry Kane. Harry Kane có cơ hội để dứt điểm và anh ta lựa chọn cột gần. Vâng, pha hách não lẫn nhau. Harry Kane dứt điểm căng. Trong tình huống này thì thủ môn của bên phía Duy Bắc cũng đã hơi nhích chân một chút. Sau đó thì anh ta nhận ra và quay về thì không kịp. Đó là rất nhiều sự nguy hiểm tìm ta. Müller. Müller đột phá. Kane. Đó là dấu chấm hết dành cho Jose Bắc. Vào thời điểm này, cách biệt là 2-3 thì thật quá khó cho thành viên của Gangster United. Công việc là rất khó khăn đối với Duy Bắc. Tiếp tục là cái Müller. Müller mùa giải TM+3 quá nhanh. Và vua dội bom cái Müller trận đấu này đã chuyển sang vai trò kiến tạo. Với 4 bàn thắng cho đến lúc này thì Trường Giang Bảo Trọng đã cân bằng được thành tích ghi bàn của Sancho nha.